Đây là giao diện của phần mềm Revit khi các bạn mở lên. Để bắt đầu một dự án mới, các bạn sẽ kích vào New. Hoặc các bạn cũng có thể kích vào chữ File, New, sổ mũi tên và chọn Project. Khi vào đây, nó sẽ hỏi các bạn một cái gọi là cái Template. Các bạn thấy này, Template. Các bạn có thể kích vào Browse. Thì khi các bạn cài Revit, mặc định nó sẽ cho các bạn một số cái template mặc định có sẵn. Và template là gì? Các bạn có thể hiểu template là những cái thiết lập có sẵn trong một cái file mẫu để các bạn có thể nhanh chóng sử dụng nó khi tiến hành làm dự án. Các phần mềm khác nhau thì cũng thường có những template, đặc biệt là những phần mềm thiết kế. Ví dụ như các phần mềm như PowerPoint, các phần mềm như Excel, thậm chí như là AutoCAD hay là SketchUp đều có những file template. Với Revit, các bạn có thể hiểu template là những cái thiết lập như các thư viện 3D có sẵn, các thư viện 2D có sẵn, các thiết lập về hiển thị, các thiết lập về in ấn, net in, các thiết lập về quản lý, các thiết lập về vật liệu, dim, text, các thiết lập về dàn trang, rất là nhiều. Đó. Và nếu các bạn có một cái file template chuẩn, thì các bạn có thể tự tin rằng các bạn đã đi được 50% quãng đường để tạo ra một dự án. Template là nó có tính đặc trưng rất là cao. Một công ty kiến trúc thì chắc chắn template sẽ khác một công ty về cơ điện. Một cái dự án thấp tầng thì chắc chắn template sẽ khác dự án cao tầng. Template của Việt Nam thì chắc chắn sẽ khác template của Singapore. Đúng ạ. Do vậy, mặc dù nó quan trọng như vậy, nhưng nó do nó có tính đặc trưng nên template các bạn không nên đi xin. Các bạn có thể xin được nếu các bạn hiểu và các bạn có thể khả năng tùy biến. Tuy nhiên ở những cái bạn ở những cái giai đoạn mới học thì các bạn không nên xin các template. Các bạn đừng có nghe người ta quảng cáo về những bộ template khủng hay là template siêu khủng hay template tiêu chuẩn Việt Nam gì cả. Bởi vì ấy, khi các bạn sử dụng một cái template mà không phải do bạn tạo ra thì cái việc các bạn không hiểu nó, các bạn vào cái template đấy các bạn vẽ không được ổn định, các bạn không hiểu tại sao cái đối tượng này không hiện ra, cái đối tượng kia bị mất đi, tại sao nó lại hiển thị như thế này, tại sao nó lại hiển thị như thế kia. Và vô hình chung, nó sẽ gây cản trở công việc của các bạn. Do vậy, ở những giai đoạn đầu, các bạn hãy sử dụng những template mặc định của phần mềm cho. Các bạn kích vào Browse thì các bạn sẽ thấy, với bộ môn kiến trúc thì chúng ta có cái template default matrix này. Và mình ở những cái giai đoạn đầu, thậm chí bây giờ rất nhiều dự án, mình vẫn bắt đầu bằng cái template này. Và sau này khi các bạn sử dụng Revit thành thạo, các bạn đã có kỹ năng rất là tốt, các bạn tích lũy được rất rất là nhiều những cái kỹ năng, những cái kiến thức cũng như là những cái thư viện, thì lúc đấy các bạn sẽ tự tạo ra được cho mình cái template. Còn ở giai đoạn đầu, các bạn hãy đừng có nóng vội nhé, hãy sử dụng cho mình cái template mặc định này là default matrix cũng ok rồi. Và mình hứa rằng cái kết thúc khóa học này mình sẽ giúp các bạn có thể sao lưu tất cả các dữ liệu mà các bạn đã tạo ra trong suốt khóa học để tạo ra một cái template của riêng bạn. Ok chưa? Đấy. Bây giờ thì các bạn kích vào default matrix này và các bạn open. Phía dưới này nó sẽ có hai cái lựa chọn cho các bạn, là lựa chọn create new, tức là tạo ra một cái dự án mới nếu các bạn tích vào project. Còn nếu các bạn chọn vào project template thì các bạn không phải đi tạo project nữa, không phải tạo dự án nữa, mà ở đây chính là nơi các bạn sẽ tạo ra một cái template từ cái template gốc này. Đó, còn ở đây mình làm dự án thì các bạn sẽ đi chọn vào cái project này và các bạn kích vào ok. Và đây chính là môi trường tạo dựng dự án. Và trong các video sau chúng ta sẽ bắt đầu dự án ở đây các bạn nhé. Ok chưa? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.